không biết là cái cảnh này em nghĩ là khoảng 5-10 năm sau có còn hay không, khi mà lượng cá càng ngày càng ít như như thế này nè các. Ồ, ồ, có con cá này, cá mè dinh này bự nè. Ồ, ngon ha. Ồ, con cá chốt nè. Trời ơi trời, anh nói con cá chốt này bán nhiêu ký? 30 ngàn. Cái gì, 30 ngàn ký hả? Cái vấn này bỏ luôn nè, không vô đổ luôn, bỏ luôn. Bỏ đâu, vớt được đó luôn hả? Thôi, là gặp hay sao? Gặp, sợ bỏ vớt luôn. Vô đây anh đặt rồi mới nó nói mày gan mà mới đặt trong vòng đó đó. Trời ơi. À, cô bác của anh chị thấy cái gò gáo ở đằng kia không? Nãy giờ mình ngồi đây mà mình tắt máy quay á, anh Trào anh kể cái câu chuyện nghe mà cái tai của mình á, nó nổi một cục hết à. Thì anh Cát cho lộn anh Trào rồi. Anh Cát có thể kể cho em nghe cái câu chuyện mà anh đổ vớn ban đêm lúc nãy anh Cát. Ngang gò đó là bữa nào nó kêu hết rồi, đi ban đêm nó kêu à. Đi hả? Nhằm bữa thì nó đi vòng vòng nó kêu, còn nhằm bữa thì nó ngồi trên cái gáo nó kêu xuồng lại. Ồ, anh thấy luôn hả? Thấy luôn, ngồi đèn thấy luôn. Trời ơi. Lúc đó là mấy giờ? Tầm 12 giờ 1 giờ đi gặp. Nam hay nữ à? Nữ. Dạ. Hồi đó nó giận chồng nó rồi nó thất cổ chết đi trên cái gáo đó. Lúc nhiêu tuổi? Lúc đó nó mới gặp chồng nó mới ở sớm, người ta kể là nó mới có 20 mấy tuổi rồi. Mà nay nó mười mấy năm rồi. Mà vẫn còn linh gì đó hả? Ừ. Anh sợ không? Không. Vẫn đặt gần ở đây, gần đây không mà đâu sợ. Ừ, gặp cái tình huống đó rồi sao? Bình thường thôi. Mình cứ nói giờ ai mặn nấy ăn, không ai phạm ai được rồi. Tôi không chọc mấy người cũng được chọc tôi thôi chứ. Trời ơi. Gặp mấy người nhát nhát chắc sợ chắc chạy quá anh Cát. Hồi trước có người đặt cái vấn này bỏ luôn nè. Không vô đổ luôn, bỏ luôn. Bỏ đâu, vớt được đó luôn hả? Ừ. Thôi, là gặp hay sao? Gặp, sợ bỏ vớt luôn. Vô đây anh đặt rồi mới nó nói mày gan mà mới đặt trong vòng đó đó. Trời ơi. Có nhiều người gặp không hay là chỉ có mình anh gặp? Nhiều người lắm. Cha anh cũng gặp mà, em anh chào cũng gặp. Anh cũng gặp đây. Ôi ơi. Nghe kể em nổi da gà trên anh Cát. Đặt đây đồng này là 5 năm mà. Năm nào lên cũng bị một hai lần gì đó. Giờ anh nói vậy xong là mất tiêu luôn. Ừ. Còn mình không biết thì mình cứ sợ, mình chạy, mình la đồ đó là cứ nó cứ nhát nét à. Riêng anh là anh không sợ. Không sợ. Ai làm mấy ăn mình đâu có chọn một cớp gì của nó, hay là mình có chọc phá cho nó đâu sợ nó. Mà em có cái cảm giác là ban đêm vừa tối nè, vừa lạnh nè, mà vừa một mình đó, vậy mà anh vẫn không sợ. Mấy bữa trời dông nó chạy vô đó trốn, dông gió rồi chạy vô đó trốn, lần đó nó có cái chạy rồi anh chạy vô đó luôn, vô đó trốn mưa, hết mưa mới ra làm. Trời ơi, là từ đó về sau là dòng đó không người nào dám đặt, chỉ có mình anh dám đặt thôi. Rồi đó xuồng bên ngày mà người ta không dám đậu gần đó nữa. Ngày mấy xuồng lớn rồi đó, ta đậu ngủ cái lửa bớt mát, ta đậu mà ta không dám đậu gần luôn á. Trời ơi, ghê vậy. Đằng cây dưa gáo đằng này nè, cô bác của anh chị, thấy không? Bụi gáo đằng này nè, là lúc đó là nước chưa lên hên anh ta. Ừ. Lúc đó thắt cổ á. Chưa. Anh có tin vào cái câu chuyện tâm linh không? Không, mình thấy mình tin chứ. Mà ngày xưa giờ anh gặp tình huống này là duy nhất hay là nhiều chỗ rồi. Những cái chỗ khác có chỗ nào gần gần hơn không? Cái chân cái chỗ mà anh em mình đâm chuột rồi gầu đó nhá. Dạ. Ngay chỗ đó là anh con của người cộng âm á. Chống xuồng đi rồi mà nắm xuồng gịch lại. Trời ơi. Sao mình biết nó gịch lại? Nó đã đứng, nó đứng nó gịch lại luôn mà. Ê, thằng Tấn, thằng nó đi làm với anh hồi năm rồi đó. Dạ. Anh đặt cái vấn anh kêu nó vô đổ, nó không dám đổ, mà kêu nó ở ngoài xuồng nó không dám ở. Ừ, đây mấy gò này là ma quỷ dữ lắm. Cái gò này là xưa là dữ lắm mà, giặc giã ngay đây nè. Vậy hả? Cái khu này giáp cái biên giới mà.
nghe câu chuyện mà anh Trào kể xong mình nghe cái mình ớn lạnh luôn. Anh Cát kể kể xong cái mình ớn lạnh luôn. Anh mới lội nước cồng cạn đậu cái xuồng ngay cái gập của chân chú cái đầm gáo đó đó, dạ. Nhỏ trên đó đó. Dạ. Anh mới lội vô trong vớn anh đổ. Ở ngoài em biết nó gặp cái gì em biết mà nó chạy bỏ xuồng luôn, nó la làng ôm sầm ra đất hết. Ông Tấn hả? Rồi cuối cùng về nhà kể thì sao? Nó ma nhát nó. Nhát thì đã rồi, ai không biết chỗ đó có ma đâu. Mà lúc đó anh có cảnh báo trước không? Nói giờ mày đi theo đổ hay là mày ở ngoài xuồng? Nói đi theo ông đổ ma nhát là sao tôi chạy được, nước không sao chạy, tôi ở ngoài xuồng. Rồi bị nhát cái bỏ xuồng chạy chứ phải, nó chạy xuồng đi, tôi mới sao về luôn á. Nghe kể thôi mà mình cảm thấy mình nổi da gà luôn á. Một cái vớn như là làm đâu phải là đơn giản đâu trời. Một đường này chỉ là 4 triệu mà. Vớn là cây, đúng với lưới đâu luôn à. Họ khác, không quá khác 4 triệu. Anh chia sẻ là hôm nay là cá đã ít rồi đó. Chỉ có miền Tây mới thấy được cảnh này thôi, chứ không có nơi nào mà có được giống như miền Tây mình hay anh cắt. Ít lắm, chỉ dùng miền Tây là nước trong cái nhà cá này là nhiều. Ồ, con cá là tín hiệu ghê kìa. Mình không giận anh là nãy giờ anh bỏ mấy con cá đó hết rồi. Mua này hồi đầu mùa thì bán được 50, bữa nay 30 ngàn ký. Ồ, rẻ chứ hả? Chứ em bán 80 ngàn luôn á. 30 ngàn ký. Cái chốt lớn này mà có 30 ngàn. Ôi ô trời trời. Cái chốt cũng có lăng. Cái chốt mình để lâu được không anh? Được. Là coi như cái chốt cần cho em. Để cho em. Con cá, ôi con cá linh nè, ôi, con cá chốt nè, con dạ, cá dạ. Chơi cá chơi, cái này là con cá này là con cá thiểu, cá thiểu này là kho lạc là bá cháy bò giác luôn á, ừ, kho tiêu, kho tiêu luôn ngon, dạ, mà đây anh bán cho 100, người ta không ăn hả? Ăn mà nó mau cái lượng nó mau chết, mau sình lắm, mau hơn cái linh nữa. Cái con này cá lên luôn hả? Cá hục mà Vinh bỏ đây luôn anh. Này cá linh nè. Ừ, cá linh đó. Mình miền Tây mình con cá mè Vinh với lại con cá linh nó cũng giống nhau anh cá. Con cá mè Vinh thì nó bự dẹp hơn. Đây, đây là con cá này gọi là con cá thiểu. Cá thiểu này là kho tiêu ăn, là con cá cá heo ăn không bằng. Thật ra thì có nhiều người thích cá heo nhưng mà con cá heo ăn không bằng con cái. Ôi con cá này là con cá mè hôi. Cá này nuôi được nè, nuôi cảnh được nè. Cá nó nuôi cá. Cá ép, nuôi cảnh được nè. Mấy con cá này nó sống lâu không anh? Lâu. Lâu hả? Ngày qua anh đổ được con cá cóc 2 kg rưỡi. Ôi. Cá bán 200 mấy chục ngàn ký, bán con cá ngày qua 500 ngàn. Con cá này để trên cảnh nuôi cảnh đi em anh. Để trong bể kiến á. Để nó đây, nữa mình kiếm mấy con cá nó khỏe khỏe rồi bỏ vô bọc á. Tối này ngủ với nhà chứ nó chạy lên. Dạ. Xe lên đây nó đi đổ.
Thôi nghe nãy giờ nghe anh kể cái câu chuyện mà ma ghê chết. Tính cho lên chuyện hôm qua. Dạ. Mà bên công an con chú cặp nhà mà lỏng mà mắp, ổng không được, lạ lên đây ngủ không được. Dạ. Rồi cái này nó còn dịch này nó căng quá. Nó mình lựa thật lắm. Dạ. Phải có người lựa ra. Hôm trước thì có người anh cào thì có người lựa. Ồ. Ồ, có con cá này, cá mè dinh này bự nè. Ồ. Ngon ha. Con cá này kho lạc hết sảy luôn nè. Này để đâu anh? Bỏ vô cá bự ha. Ra không có gì, ngại với lượng con cá rồi gỡ gì nha. Ồ, người miền Tây nghe, người miền Tây không? Có cá bự đồ gỡ gì hết luôn à. Khỏi cần buôn bán. Này, cá chốt bỏ đây à. Cá mình mà được, mình đâu có mua của ai đâu mà sợ. Ở đây thì người ta bắt cá là chủ yếu là bằng cái cách là đổ vớn hay sao anh cá? Hay còn cách nào nữa không? Nhiều lắm. Thì số người ta đặt vớn, người kẻ đặt lợp, đặt lờ đủ mà bắt hết. Dạ. Dân lứ đồ. Dân tứ xứ về đây hay sao anh? Nói chung ra là dân đủ tỉnh hết. Cái nguồn Đồng Tháp này cá mặn lắm. Vậy cỡ nửa tháng quay ra đây. Dạ. Bây giờ thì quay lên đây cỡ nửa tháng là cá dữ lắm. Dạ. Bây giờ là chỉ mới bắt đầu thôi. Mới bắt đầu, nước lên mới mấy ngày à, nước lên chừng tuần nay như vậy. Dạ. Em nhất định sẽ lên nữa mà, nửa tháng nữa tụi em nhất định sẽ lên nữa. Trước là mình anh đổ tới chưa luôn, tới chiều luôn. Tới chiều luôn hả? Chạy đâu chịu mấy luôn. Ôi rồi, là nó nhiều quá ha. Nhiều quá. Đổ cái thao này gần đầy luôn. Hôm trời mưa chứ mưa cá cũng chạy mạnh. Bữa nào trời mưa là tắt à. Mình nhìn trời mình biết hay quen hả anh? Có khi nào mà mưa mà nó trúng không? Mưa nó có gió là nó thắt hay là mưa là nó thắt? Mưa là thắt à. Còn con cá linh này trời nắng mà có gió càng nhiều chỗ nào là nó càng chạy mạnh chỗ nắng. Ồ, ngộ à. Nó chỉ chạy ban đêm thôi anh. Ban đêm. Ban ngày thì ít hả? Ban ngày không có đâu, có gì ghê con cá mà ban ngày mà trời nắng mà ban đêm mà đừng có mưa là bữa nào mà ấy cái gì là cá chạy nhiều. Dạ. Ngày qua bán cũng có triệu hơn triệu của bữa nay. Tôi bữa nay chắc chừng 200-300 ngàn vậy. Ôi ơi. Cua đợt này cũng ít ha. Cá này là tự nhiên ở đây có sẵn hay là nó từ thượng nguồn về? Cá này có thượng nguồn về là cá linh đó. Dạ. Dạng như cá rô phi cái này cái kia thì tại đây nó có. Nước ở đây nó quanh năm nó vậy luôn. Không, rất là ruộng mà. Dạ. Rồi mình đặt gồ, đặt vớn như vậy thì mình có trả tiền cho ta không? Không. Em nghĩ là đây cái tỉnh Đồng Tháp mình thì chỉ còn cái huyện Tân Hồng này với lại một số nơi của Hồng Ngự là còn nước thôi. Còn những cái vùng mà như Thanh Bình rồi không còn nước nữa. Nên ba vụ làm ba vụ không? Dạ. Vào hết. Chỉ mình ở đây còn được mấy chỗ mà, chứ còn về Long An thì nó còn đi thinh. Long An nó không có bao? Không bao. Có Đồng Tháp mình bao chứ Long An không có bao. Ừ, em thấy không bao là hay hơn đó anh Cát. Đúng rồi. Làm ruộng nó cũng trúng hơn lại vô đây bao nữa. Dạ. Nó ít thua, nó ít bị bệnh hơn. Ít bệnh. Đất nó có bù xa. Dạ. Còn vô đây bao nó làm với hồi chai đất nó đồng. Không cho đất nghỉ ngơi, còi cọc hết à. Đó, cái đó là rau muống á. Mà ở miền Tây mình thì bỏ. Rau muống đồng ở miền Tây mình thì không có ăn.
chỉ để nấu canh chua thôi hoặc là bắp gỏi thôi, mà cũng ít ăn đó, và người ta lựa cộng rau muống non người ta mới ăn. Còn dạ lên rồi đặng nó xúc lương á. Dạ nó mô rồi đặng nó xúc lương. Ồ vậy hả? Em tưởng đâu nó tự gáy không à, nó tự lại á, tự trôi lại anh. Bữa nay anh dính được một con cá cóc nữa là hay á. Cá nó hiếm lắm. Bữa nằm gò vậy ăn cá hô nó nhiều. Nằm gò là con 5-6 kg là bữa nào đổ nhiều cũng có hết luôn. Thôi. Mà lúc đồ đổ lên nó quậy dữ không anh cắt? Đó. Mùa nước lên thì coi cái cảnh này nó mới đã. Còn ngay kia là anh đổ cắt chén đó, cắt chén này, hai cắt chén này bắn thân chạy qua. Trời. Bữa nay không chạy luôn. Ô con cá chốt nè. Trời ơi trời. Anh nói con cá chốt này bán nhiêu ký? 30 ngàn. Cái gì 30 ngàn ký hả? Đúng là bạn hàng thiệt. Nhưng mà bạn hàng, bởi vì người bạn hàng luôn giàu hơn người làm cá mà. Cá mà nó về nó bán bữa nào lấy cái đồ nó điện qua xin mình. Bữa nào nó bán lời thôi. Bán lời không cho mình hả? Ừ. Nào lấy cái điện mới xin. Con cá sặc nè. Cá sặc này chết rồi hả? Chết rồi. Chết bắt không anh? Cá cũ. Ở đâu? Bỏ đâu? Lấy em gỗ nè. Dạ. Lúc mà lời thì không chia. Ồ. Con cá lồng tôm đá. Phải không? Cái con cá này sắp tuyệt chủng rồi nè. Nó ít lắm. Cá này kho tiêu một cái ha. Cá này cá linh nè. Hồi năm trước á, hồi cái năm ngoái nữa. Xuân này là đổ muốn cắt chớn gì là chạy về. Đặng cá hết rồi. Đặng bắn. Ừ, cá đừng không hết luôn, một xuân vậy đó. Mà hiện nay mà kiếm được cái người mà còn làm đổ vớn giống như anh thì đâu phải dễ đâu. Đâu được, đâu còn được bao nhiêu người làm đâu hen cắt. Nay 2 năm nay nó nghỉ nhiều lắm. Anh nhìn đọc nay đâu có vớn nhiều đâu. Tại vớn của anh không vớn con tay mấy cái. Đâu. Mấy năm trước ở đây là đoạn hoàng lạc ngạc luôn. À, thứ 10 anh cắt. Thứ 8. Trong tổng cộng gần anh gần 40 cái hả? 40 cái, có nghĩa là còn 5 lần vậy nữa đó. Là mỗi lần anh đổ là khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Ờ. Không kéo kia lại. Nó đổ nâng cấp mà nó kéo lên kia lại làm chi? Ô có con cá bự kìa. Cá cha. Cá, con cá leo kiến mà nướng là ăn ngon lắm á. Nướng là ngon. Em nghe nói người ta có thể ủ mắm được hả? Không đâu, cá leo kiến ủ mắm được đâu. Tại cái da của nó quá dày ủ nó mới gã được. Dạ.
lương. Lương cái này cũng nhiều. Với ba này nè. Gì hên? Lương ở đây thì anh thường bán bao nhiêu một ký? 100 ngàn. Lương nhỏ nhỏ gì nè. Lương này bán lương nuôi. Cho ta nuôi hả? Ừ. Tại vì lương xiệt người ta không dám nuôi phải không? Lương xiệt nó nuôi nó mới ấy đó, nó mới mạnh hơn con lương giớn mình. Lương giớn mình bán rẻ hơn lương xiệt. Ồ vậy hả? Con cá này cá gì? Linh đuôi đỏ, cá lồng tông đuôi đỏ hả anh? Cái nào? À, con cá đuôi đỏ hả? Mai mốt anh kiếm thêm người đổ phụ. Có một em này, bữa nó lên vậy. Ông Tuấn hả anh? Ừ, anh Tuấn ở đâu em quên rồi nè. Vĩnh Long. Anh nói vài bữa là được hả? Vài bữa nó lên. Lên rồi có cái ly không? Nó đợi hết dịch nó lên, nó lại sợ cái ly nó mới không lên giờ đó. Chỉ cần mà gỡ cái phong tỏ mà liên tỉnh là được, ngon. Nhưng mà em nghĩ trước sau thì cũng phải gỡ cho người dân đi lại thôi. Bữa 22 này là nghe nó có chỉ số nó bán rồi mà. Bán là chắc liên tỉnh phải dỡ thôi. Dạ. Cá lồng tông ngon quá. Dạ, cá lồng tông. Mà không dỡ rồi sao được hay anh ha. À, cái giớn này, mỗi một cái giớn như thế thì thường là sẽ 3 đến 4 đú anh. Anh 4 đú anh cá. Tại vì mình để ý thì làm xung quanh thì nó sẽ chạy ra 4 đú. Và anh nói là mỗi một cái giớn và 4 cái đú đó là khoảng bao nhiêu tiền anh cá? 4 triệu. Nhìn mà sau này mà nước nó lên ngập lên thì nhìn chắc giống như cái biển á. Như cái biển. Dòng đó sống vô lắm. Trời ơi, tháng đó là nó ngập hết mấy này là hôm mà trời có gió là chạy về trễ là chèm liền á. Ơi. Chứ nó phải dễ đâu. Ồ, cái mẻ này cua nhiều ha. Trời ơi, con cá chốt kìa. Trời ơi. Trời ơi, con cá chốt nè. Cá chốt này kho tiêu một cái ha. Ăn với lại rau muống bóp gỏi. Trời, cá chốt. Nhìn hết sảy luôn. Bắt cá chốt nhìn đã tay. Nè đây không? Nãy giờ gần 12 giớn mà mình ở dưới khoang này nè. Anh chia sẻ là chưa được 1 ký cá linh với lại một thao cá mồi. Ở đây thì gồm rất là nhiều loại cá luôn. Nhưng mà cá của nó là cá nhỏ với lại cá sặc, cá gô phi. Và đây là cua. À. Cua này mà nấu bún riêu cua thì khỏi chê. Ôi nhìn chạy kìa. Ở trong đồng mà chạy làm như là ở trên sông vậy á. Trời. Chạy phun nước luôn. Nãy giờ hơn chục cái mới hút được một đĩa ruốc. Ở đây mình còn có đĩa không anh cá? Có mà ít lắm, lâu mới có. Ờ, con đĩa hả? Trời. Đĩa càng ngày cái lâu. Nè đây là cọng rau muống mà rau muống gọi là rau muống đỏ. Rau muống ruột cái thân đỏ. Rau muống này em nghe nói người ta nói ăn tốt hơn rau muống trồng của mình anh cá. Lần sau lên với anh thì chắc em sẽ đổ chung với anh quá. Anh lội bộ gì đuối dữ không? Ồ, trong đây có con lươn này nè, sớm giờ làm thấy bự nhất luôn á. Ồ.
Rồi một con lươn nhảy ra anh. Con lươn nhảy vô đó kìa. Ồ, hai con luôn. Cua. Anh có thường làm xương xương không anh Cát? Không. Không hả? Không nhậu được hả? Ồ. Không nhậu được thì sao ấm được? Sao mà lạnh lạnh về nhà, em thấy người ta thường làm cá lạnh lạnh về nhà, cái người ta làm về xị người ta ngủ á. Dạ, em nhậu với lắm không nhậu. Ồ. Cái con cá này là con cá gì anh? Cái lồng tông phải không? Không. Cá sặc nhiều ha. Cá sặc này mà anh nấu canh chua me. Cái hồi gặp nó sợ ăn không được, không được. Ồ vậy hả? Lâu rồi thèm ăn được bữa với hai cái gặp. Bởi vì em mới nói là đối với người này nghèo cái này nhưng mà lại giàu cái kia anh. Ví dụ như mấy ông cứ giàu tiền giàu bạc đi, rồi tôi giàu thức ăn giàu cá nè anh cá. Thật chứ nhà giàu ăn không hơn tụi ngàn người anh. Ăn đâu bằng đâu. Thôi đi mằng gì về được, cái cá nó bự rồi nhất khác ăn không bán. Tại mình ăn ra mà. Dạ. Không bỏ tiền ra mua đâu. Dạ. Nhưng mà ăn đâu phải là hàng cá tươi cá ngon đâu. Có mà ăn được á. Ví dụ như ở quê mà miền Tây của mình, ví dụ như cá nè, ếch nè, lương gắn là thứ gì anh cũng có hết á. Chim cò các thứ. Cá làm sao mà mình dám vô đánh tới 4-5 triệu mình đập. Dạ. Ồ, anh chia sẻ rằng là đổ ở trên kia là nhiều tiền. Ồ, này ít rồi ha. Có ếch nữa kìa. Thả luôn. Dạ, không ai ăn hết. Em nói thiệt với anh, ở dưới em á, người ta đi chạy con cá ba lớn nè. Cá nó hiếm á. Con cá leo kiến ba lớn là người ta cũng bắt đó nè. Đây dù có ai ăn đâu. Cá gô. Con cá này là con cá gô. Cá gô bây giờ cũng ú ha anh ha. Gô này mập. Giỡn này anh đặt qua năm à. Tới nước giật là anh đặt dưới sông. Dưới sông đặt tháng Tết rồi đó đổ tép cho lúc. Dạ. Tép bán lúc đó thời điểm mình bán cho bạn hàng ký cũng được 100-101. Nói chung ra là mặn nghệ cá từ xưa giờ luôn. Nên bây giờ là anh thích ăn thịt hơn là ăn cá. Em thì thèm cá, em chỉ thèm cá. Chứ bây giờ thịt ăn cũng độc quá ha. Nói chung ra thịt heo giờ ăn cũng ớn quá. Dạ. Mai mốt mà có người nào á canh ngay cái con nước mà 2 tháng nước lên đây mở nhà hàng quán nhà hàng Cá Linh. Bây giờ thì một cổ mấy cái giớn đã gần kế bên nhau nó cũng đã xong. Và bây giờ Cát sẽ chạy thuyền của mình đi lại đằng kia đổ tiếp. Anh chia sẻ rằng là đổ từ 2 đến 3 tiếng mới xong. Bây giờ thì trời cũng đã bắt đầu đổ nắng rồi. Bây giờ là 9 giờ. Sáng thì hai anh em 7 giờ đi là khoảng 2 tiếng. Sáng mình 7 giờ mình chạy vô ha anh ha. 7 giờ mấy 8 giờ. Dạ, khoảng gần 2 tiếng á.
trời nắng thì khi đó thì mới thấy được cái phù sa nó của cái con nước nó mang về cho miền Tây và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ những cái người mà ở tỉnh Đồng Tháp và đặc biệt là những cái huyện mà ở như là Thanh Bình nè, Lấp Vò, Tam Nông nè, ham con nước lắm nhưng mà con nước nó ít về lắm. Nhớ ngày xưa mà cái cảnh mà nước về người ta làm cầu làm bè anh cá. Ôi thôi, này nhiều ha. Ôi trời trời. Ồ, cá này cá mè dinh. Đây bỏ đây. Cua. Mình phân loại tiếp ảnh. Cua bỏ đây. Cua bự, cua nhỏ lấy không anh? Nhỏ bỏ ha. Con cá thiểu này bỏ đâu anh? Bỏ bán cá mồi. Trời ơi cá thiểu nhiều quá luôn kìa. Ăn không được, lỡ lát nó về nhà làm cơm ăn rồi hay gì. Dạ. Bố nó được lát nhà con lại coi. Dạ. Nghe ốc là bỏ ra anh. Ồ con cá này bự nè. Cô bác bên chị thấy đằng đó nó có cái chiếc xuồng của hai vợ chồng vừa tá túc ở trong đó. Lúc nào gặp con cá bự khổng lồ im. Có lương nữa. Em thấy sớm giờ lương nhiều quá. Lương nè, nhiêu ký anh nói nhiêu ký qua nào bán nuôi á? 100 ngàn. Trời ơi, nó kẹp. Kẹp cá chết luôn. Không có làm gì gấp không? Dạ không, cũng không làm gì. Nhưng gấp thì nghỉ về. Ồ, cá gô bự nè. Cái này đổ cũng bán không được. Không có tiền. Mai mốt đi đổ với anh buổi tối á. Mở cửa hết đều bình thường là anh. Đi đổ buổi tối tối vui hơn. Con cá này con cá chanh lấu. Lóng. Đây mấy thứ kim này cho mấy người nhớ cái cảnh miền Tây. Lát thì nhà anh dưới nấu cơm à? Ở nhà anh ở dưới hả? Ờ, lát anh cũng dưới luôn. Dạ, thôi hai anh em mình về dưới đây. Có gì, hai anh em mình ghé chỗ này ăn đỡ không được gì? Dưới anh nồi cá khô lạc, có linh khô lạc ngày qua nay chưa ăn. Khô biểu quá. Dạ. Tính gì về đang ghé cái ông chú đó. Ờ, ông mà già chết á. Cho chị ấy đi về á. Thưa cô bác quý anh chị, thì sau một cái thời gian khoảng gần
2 tiếng mình với lại anh Cát đi đủ độ vớn. Thì anh chia sẻ rằng còn bao nhiêu cái vớn anh Cát? Còn 25 cái nữa. Nhưng mà anh nói mình thôi, sợ mình ngắn quá, anh nói thôi đi về đi. Thì chút xíu nữa anh chắc anh quay là anh đổ nữa hả anh Cát? Chiều anh lên đổ. Chiều anh lên anh đổ nữa. Mình muốn quay cái cảnh này lại, tái hiện lại một cái khung cảnh nào đó của miền Tây vào mùa nước nổi, cho cô bác quý anh chị xem, cũng như là cho cô bác quý anh chị thấy những người ngư dân bám với lại cái trụ với lại cái nghề đặt vớn cũng như là nghề kiếm cá ở miền Tây là như thế nào, cũng như là tái hiện lại cái khung cảnh ngày xưa. Mà chắc có lẽ là đối với những cái bạn mà sau này mà những bạn 9X thì không bao giờ biết được cái cảnh mà đổ vớn ở mùa nước nổi là như thế nào. Còn các bạn thì 8X thì chắc có lẽ là lâu lắm rồi cũng chưa thấy cái cảnh này vì cái cuộc sống nó hiện đại quá. Và Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Nhớ đừng quên đăng ký like và ủng hộ cho mình nha. Chào anh Cát ơi.